Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relagrap. Tập này thì chắc chắn 100% là mình sẽ chinh phục được cái tòa tháp bên kia anh xui. Nhưng trước tiên mình cần cái thuốc chống lửa nè ha. Thuốc regen, ok lấy luôn. Rồi sức mạnh chắc được rồi. Và cái chân có không? Có chain boost rồi thôi, Plumbling không chơi đâu ha. Mục tiêu vẫn là lên defense 16 để mặc được giáp kim cương. Mình có bộ giáp mà không mặc được tất gì đâu luôn. Rồi, và sau khi có được cái đó rồi thì attack 16 rồi mấy kia thì anh xôi đi. Mình không biết cái nào cần cái nào không á. Bây cũng hơi khó rồi. Lock thuốc, ok này lên. Cái gì không có gì hết. Đó đi thôi, lìa tòa tháp. Cuối cùng cũng tới ngày này rồi. Và sau này mình sẽ cần những cái con cù này, thạch cù á, để thần hóa một con rồng nếu mà có trứng của nó. Cho nên là mình phải nhân cái tụi cù nó ra nữa. Chứ không thể nào để nó vậy được. Nước xuống. Và cái này nè, cái dây chuyền này á, nó không có làm mình không khát, mà nó chỉ giúp cho mình uống nước được vậy thôi nè. Đó, không có bị mà dính cái nước mà tanh lè nữa. Cái nước đó thì mình sẽ mau khát hơn, còn này thì không, nó sẽ lâu hơn kiểu vậy. Và như là có thể đi nhanh với nước nữa. Quên rồi, thử. Đúng rồi, khá nhanh. Đây. À, không bị chìm hết ta. À, vẫn chìm nhưng mà nó nhanh thôi. Thôi, bắt đầu thôi, lên tòa tháp. Xuống chút xíu rồi nó nhìn thấy. Lên. Mày hả con? Chỗ này hình như là mất cái spawner rồi. Lại đây. Mày. Yeah. Anh kêu biết còn gớt xuống không nè. Thôi, một cái là cái tòa tháp này nằm ở ngoài á. Mình đắp chỗ này lại trước. Cái gì mình chạy kịp. Chưa. À, còn vẫn còn một con skeleton. Rồi, chịu một hết cũng được, không sao. Ngu vậy. Rồi, mở này ra, lại. Đồng hồ. Tháo. Miếng rô, cần. Lắp vít. Ok, được rồi, đi, qua đây. Không được. Nếu như mình làm như vậy á, là mình sẽ không thể đi xuống được nữa. Và một lắp. Ok, còn stoner không? Còn rồi. Rồi. Từ thôi, đảo này ra. Sai rồi các bạn ơi. Lập. Ngu thiệt luôn. Bắn ngay chân mình luôn rồi. Hồi máu. Ok. Rồi bây giờ đào cái này thôi nè. Cái này thôi. Rồi step lên. Đó. Rồi. Phám thôi. Sợ có boss gì đâu luôn. Boss nó sẽ có thể phá hủy cái này nè. Có cầu lửa. Thôi mình sẽ không gặp. Ôi trời, cái niệm kìa. Lộn. Trời, nó bắn ngay đầu luôn kìa. Biết canh ghê luôn á. Rồi, lầm này. Gì lầm. Uống mấy này vô. Uống chưa? Uống đi ha. Bây giờ làm gì nữa? Hết rồi kìa. Quên. Có sức mạnh cũng như không. Để spawner rồi. Cái đầu nữa. Ok, lúc đầu không nên đi mấy cái tòa tháp này đâu các bạn ơi. Nên đi vòng vòng xung quanh nó có mấy cái dễ hơn á. Mà đành khoái khó vậy đó. Đâu? Láp đâu? Rồi đắp lại sơ thôi á. Rồi tính ra đắp hết luôn còn gì nữa. Đắp này lại và lên đây tiếp tục. Đào cái này ra. Rồi vô. Thì chắc tầng cuối rồi á. Còn một spawner cuối. Nên là quái nó spawn rất là ít. Ôi trời, nó lạnh rồi.
Mình có làm được cái lửa trại trên này không? Rồi chắc là không quá. Chắc nữa là được rồi. Mặc được giáp kim cương rồi, trong này khỏe ghê luôn. Ok, đầy máu rồi. Đây là ủa này hai kết hợp lại nhau đông to. Được nè. Rồi. Cái gì vậy? Nó chết vậy? À buổi sáng. Rồi, cái kiếm mình sắp bể rồi cho nên là mình cần phải có một cây rìu nữa kìa. Thấy được không? Không tới rồi. Ok, mở cái này ra là ủa chưa hết à, chưa hết còn thần nữa. Ổn chưa bắt đầu chuẩn bị robot nè. Nghĩa là ổn rồi, lên tầng tiếp theo cũng là tầng sắp cuối. Mở rừng hài hước thiệt luôn. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.